you have a lot of fun out there. I will schedule my time to be see you and Sang in Vietnam. See you. Hey, Lai. We miss you and we love you so much. We're so proud of what you've done, what you've achieved, and all of that. Say good luck. Hi, Uncle. Hi, Uncle. Say good luck. Good luck. Your basketball game. Say I love you and miss you. And I love you and miss you. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Bye. Hi, Daddy. I hope you have a good game. And I will be cheering you on, even though I'm not there. I will still be cheering you on, and I wish I was there to cheer you on in person. And whenever you get on stage, whenever you get on the floor and the basketball court floor, and then you get the basketball, when you get the basketball, dribble it like you've never dribbled before, and make sure you win. And also, as mommy told me to say three times, make sure you kick their butt. Love you. Bye. Have a good day. Yes, this is Mia Hampton Singh, the dad of Mia Hampton Jr. I hope y'all make it to the playoffs. Good luck. Represent. Stay strong. I love you. Go Catfish. Biết là dù anh bị rất là đau, chấn thương rất là đau, mà anh đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò của mình. Và trong đội tuyển Catfish này, không ngờ là cuối cùng chúng ta ở vòng vòng là hết sức để mang chiến thắng về đưa đội chúng ta vào playoff. Xin chúc cho các cầu thủ cần thơ Catfish được dồi dào sức khỏe, quyết chiến quyết thắng, có một trận đấu rất quan trọng giữa Cần Thơ và Đà Nẵng. Tôi xin chúc cho các cầu thủ cần thơ Catfish các bạn đoàn kết, chiến đấu, quyết chiến quyết thắng, tiến thẳng vào chung kết. Xin chúc cho các bạn thành công tốt đẹp. Hello bố Lại và đội Cần Thơ Catfish. Hôm nay bố Lại và đội Cần Thơ Catfish cố gắng thi thật tốt để lọt vào vòng playoff, đem giải về cho May nha. May ơi. May. Quý vị và các bạn đã đến với nhà thi đấu VBA Arena, nơi diễn ra tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA mùa giải 2020, để theo dõi trận quyết đấu giữa chủ nhà Đà Nẵng Dragons và đội khách Cần Thơ Catfish. Hai điểm đầu tiên cho Cần Thơ Catfish. Tâm Đình chọn bóng ra ngoài, Vũ Tân bắn xa và thêm pha bắn phạt chuẩn xác nữa. Như vậy hiệp đấu đầu tiên đã khép lại, Cần Thơ Catfish vượt lên dẫn với số điểm gấp đôi Đà Nẵng Dragon 32-16. Lễ Thành cũng đã không thể ghi điểm. Thì cuối cùng thì đã có hai điểm cho Catfish với tình huống lên rổ của Đàm Huy Đại. Tại rổ Huy Lam thả bóng vào rổ và điểm số đã được cân bằng 46-46. Đàm Huy Đại. Thành bóng chính xác của Đàm Huy Đại để mang về 3 điểm cho Cần Thơ Catfish. Và nếu như một lần nữa thành công thì có thể nói gần như chiến thắng sẽ thuộc về Cần Thơ Catfish. Những giọt nước mắt hạnh phúc như tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ. Và các cầu thủ đã cháy hết mình trong trận đối đầu với Đà Nẵng Dragon với một kết quả rất xứng đáng, đã đưa Cần Thơ Catfish vào play-off của VBA 2020. Với tinh thần của kẻ đoạt ngôi vương, Cần Thơ Catfish hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao ở mùa giải VBA 2020. Dù kết quả có như thế nào, thì đối với người hâm mộ,
Cần Thơ Catfish luôn là một đội bóng rổ chuyên nghiệp đáng tự hào. Mình muốn gửi cái thông điệp đến cho các đồng đội của mình là hãy luôn đoàn kết, và dù thắng hay thua thì mình vẫn là một đội, thắng hay thua đều phải cùng nhau. Anh em toàn đội phải cố gắng thi đấu, còn những trận sắp tới là mỗi trận là một trận gọi là một trận chung kết. Nên em cố gắng tập trung thi đấu hết mình, cố gắng vì đội bóng.